Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Thiện Halay Sala nha anh em ơi. Từ lúc mà giờ qua quận 2 này thì có rất là nhiều điều để khám phá anh em ha. Thì hiện giờ Thiện đang ở trên chiếc Sport TS ha. Nay mình sẽ dạo một vòng coi khu Sala nơi để showroom của Harley Davidson có gì mới anh em ha. Sẵn cho anh em cảm nhận được cái tiếng bô và cái tiếng động cơ và cũng như cách chạy của chiếc Sport TS này ha. Cái đường này nó bị lóc rồi đó. Sport TS này phải nói là một trong những chiếc xe bứt tốc khá là ấn tượng, có thể nói là một cái những cái xe bứt tốc khá là mạnh mẽ ở trong nhà Harley Davidson nha anh em. Nhỏ mà có vỏ chỉ 1250 thôi nhưng mà sử dụng động cơ Revolution H nên nó thiên về hiệu năng nhiều nha anh em. Thiệu quả nào à, chỗ Robo E-Max nha anh em, rất là dễ thương. Thì đang để chế độ sport nha anh em, để chế độ sport chạy cho nó sướng, tại thì quen xe rồi, còn những anh em nào chưa quen xe để chế độ road chạy thôi. Sala khá là thoáng mát ha, hiện đại anh em ơi, đường rất là rộng rãi dễ chịu. Ghen tị với những anh em mà có xe ở quận 2 nha. Quá đã. Thì khi mà anh em vào cái khu mà Usala này nè, khu mà E-Max, thì anh em đi E-Max thì khi mà qua E-Max sẽ tới showroom của KTM anh em ha. KTM rồi xong tới Triumph, xong mới tới showroom của Harley là showroom cuối cùng. Anh em cứ đi thẳng xuống gần cuối đường, gần bên tay phải là thấy showroom của Harley Davidson bên phải anh em. Rất là vui nha anh em. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp anh em những video lần sau.